Rồi, báo cáo cho Minh luôn nha anh em ơi. Đồ, mà bò là không cho đường chạy. Chưa vô luôn hả? Đồ nhỏ xíu là có 2,5 chục hả? 2,5 cho thẻo 2,5. Rồi, 2,5 giống đây quýnh 1,5. Đồ xíu xíu. Chết luôn nha. Dễ gì? Này có này nhỏ nhỏ một con. 2,5 là sao rất được. Khó được lắm. Thấy cá tra rồi. Rồi, báo cáo nha anh em ơi. Cá tra nha anh em. Ông ký á. Đăng ký nhỏ. Chờ đủ mà chạy. Chạy xin sao luôn. Nằm bầu chết. Thảo cước à? Bè. Bè thì 1,5 thì nó chỉ có chết thôi chứ. Chục nhỏ sẽ đúc chục thôi. Chục mấy chấm? 3 chấm là nhỏ. Ăn miệng mà. Xin sò. Ăn miệng xin sò luôn. Cha ăn miệng xin sò luôn. Khởi lâu rồi các bạn ạ. Cá tra nha anh em. Má để phát lên mặt má đưa cái miệng lên nó rồi má cha rồi. Người vợ có người vợ cơ. À, qua bực giùm đi. Không để chạy hoài vậy sao? Nhớt. Má ngày hôm nay thì ngày thứ hai là đi test cần này. Lên luôn. Chạy là bè ô á. Buộc bể luôn chứ. Cái đó xúc mạnh đó, nó lụm ở đâu? Nó được, đừng có xúc chậm. Vừa ai tới là để giật nước đó. Chỗ nè. Gì? Kiếm cái cây gõ đầu nó. Có lắm. Trước nè. Khỏe lắm các bạn nha. Má 12 giờ luôn. Ghê. Rồi. Rồi lên luôn nha anh em ơi. Con cái trà mới làm. Quá trời làm. Trà nha anh em. 5 kg không? Cái này để cân thử. Tra luôn nha anh em. Rồi, xin kết thúc la luôn nha anh em ơi. Hồ hiện tại đang là 15 cây.